thưa quý vị và các bạn, đây là giao diện của ứng dụng Verimi. Đây là một ứng dụng được phát triển dựa trên công nghệ sinh trắc học, giúp nhận dạng khách hàng và so khớp với bản chụp các giấy tờ chứng thực mà không cần gặp mặt. Verimi giúp cung cấp một giải pháp xác thực, xác minh an toàn và toàn diện. Bên cạnh đó thì Verimi cũng được tích hợp tính năng DCQ giúp hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ thông tin khách hàng. Là một người thường xuyên mua sắm trực tuyến, chị Trần Thị Thanh Tâm ở Hà Nội thường phải thực hiện nhiều giao dịch thanh toán online qua Internet Banking. Trước đây khi thực hiện một giao dịch ngân hàng, chị Thanh Tâm thường phải mất rất nhiều thời gian để chứng thực giấy tờ cá nhân. Tuy nhiên với ứng dụng chứng thực số Verimi, mọi việc đã trở nên dễ dàng và nhanh gọn hơn. Khi chứng thực thông tin cá nhân bằng ứng dụng Verimi, mọi chức năng xác minh chứng thực trong quá trình thực hiện các giao dịch trên trang thương mại điện tử đều được tối ưu hóa, giúp tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh thủ tục và hoàn tất giao dịch. Điều này mang đến sự thuận tiện, dễ dàng cho khách hàng khi tham gia mua sắm online trên toàn cầu, mọi lúc, mọi nơi, an toàn, uy tín. Xác thực của Verimi thì tôi chỉ cần thao tác ở trên điện thoại di động, không cần là phải đến đích danh, là đến cửa hàng, đến store, đến ngân hàng để trình loạt ra một loạt các giấy tờ. Mà tôi chỉ thực hiện một vài thao tác đơn giản ở trên ứng dụng Verimi thì có thể xác minh được danh tính của tôi. Và tất cả mọi thông tin thì được bảo mật ngay trên điện thoại, không bị lách ra bên ngoài, không bị rò rỉ thông tin của chính bản thân mình ra bên ngoài như các thủ tục phức tạp thông thường khác. Công nghệ nhận dạng gương mặt đã được sử dụng khá phổ biến như Apple với tính năng Face ID trên điện thoại iPhone 10. Nhưng trong thanh toán điện tử thì đây là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam giúp việc chứng thực số trở nên thuận lợi hơn. Verimi là dịch vụ xác minh nhận dạng số dựa trên nền tảng blockchain, được sử dụng khá đơn giản. Sử dụng ứng dụng Verimi để xác thực danh tính rất là đơn giản. Bước đầu tiên là chỉ cần tải ứng dụng Verimi từ trên App Store hoặc Google Play về. Sau đấy thì là chụp ảnh khuôn mặt của mình, thực hiện một vài lệnh đơn giản, thao tác đơn giản ở trên Verimi như là nháy mắt trái, nháy mắt phải, cười thật tươi, không đội mũ hay là không đeo kính. Sau đấy bước thứ hai là bước chụp ảnh chứng minh thư mặt trước mặt sau hoặc là chụp ảnh hộ chiếu để Verimi có thể lưu lại thông tin đấy và nhận diện với khuôn mặt mà Verimi vừa chụp ảnh xong với cả hình ảnh ở trên giấy tờ nhân thân. Ứng dụng Verimi là một dự án khởi nghiệp thuộc tập đoàn công nghệ Nextech. Đây là một trong những hệ thống phi lợi nhuận hiếm có ở trên nền tảng blockchain. Tất cả các doanh thu từ dịch vụ sẽ được nhóm phát triển ứng dụng Verimi tiếp tục đầu tư nâng cấp kỹ thuật và mở rộng hệ thống để gia tăng giá trị của sản phẩm, nâng cao chất lượng cho các bộ phận khác của hệ thống. Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề nổi cộm của thương mại điện tử trong những năm gần đây đấy là tình trạng trộm cắp danh tính. Có 60% trường hợp trộm cắp danh tính trong tổng số các trường hợp gian lận thương mại điện tử. Một vấn đề khác mà các doanh nghiệp thương mại điện tử cũng phải đối mặt đấy là người dùng dễ dàng từ bỏ các giao dịch thương mại điện tử khi họ đang thực hiện bởi do quá trình thanh toán thì khá là phức tạp và kéo dài. Và ứng dụng Verimi ra đời sẽ giúp giải quyết tình trạng trộm cắp danh tính cũng như là tạo một môi trường thuận lợi để kết nối giữa người bán và người mua.